các bạn cách tăng xoáy cho kỹ thuật giao bóng con lắc thuận tay. Nếu các anh chị muốn hiểu rõ hơn về nguyên lý và cái cách giao cơ bản của kỹ thuật giao bóng con lắc thuận tay này, xin mời các anh chị hãy xem lại video này. Trong video này là tôi là hướng dẫn rất là chi tiết. Cái nguyên lý tăng xoáy chung cho kỹ thuật giao bóng con lắc thuận tay này là gì? Các bạn là phải gì? Khi tiếp xúc các bạn lưu bóng càng lâu càng tốt, ngậm bóng càng lâu càng tốt. Sau đó thì các bạn sẽ tung ra thoải mái, tự do trên điểm mà các bạn muốn. Đối với cách tăng xoáy ngang xuống thì khi các bạn tiếp xúc là các bạn hơi thả nhẹ cái đầu vợt xuống và chúng ta sẽ ngậm ở phần nửa dưới của cái quả bóng, sau đó là chúng ta tung bóng ra theo điểm mình muốn. Các bạn có thể thấy là ở video bên trái là tôi giao bóng xoáy bình thường mà đối thủ có thể đỡ qua một cách bình thường. Ở video bên phải là tôi bắt đầu tôi ngậm xoáy, tăng xoáy lên thì các bạn thấy là khi bóng chạm vợt của đối thủ, bóng tuột ngay xuống lưới. Và cái cách là tăng xoáy ngang lên thì cũng tương tự như vậy, là khi các bạn tiếp xúc bóng thì chúng ta sẽ dựng cái cán vợt lên, dựng cái mặt vợt hơn, chúng ta tiếp xúc ở cái phần giữa của quả bóng là chúng ta cũng ngậm hơi vuốt nó lên tí ha, và sau đó chúng ta sẽ tung bóng ra điểm trên bàn theo ý của mình muốn. Các bạn có thể thấy ở video bên trái là khi tôi giao bóng xoáy ngang lên bình thường ít xoáy, đối thủ đỡ qua, bóng nó vẫn hơi thấp. Ở video bên phải là khi tôi tăng xoáy lên, tôi ngậm xoáy thì khi đối thủ vừa chạm bóng thì bóng sẽ bật bay ra ngoài. Như các bạn có thể thấy là Ma Long đã thực hiện cái kỹ thuật là ngậm bóng này trong hầu hết các cú giao bóng của anh ta. Và trong cái quá trình ngậm và thả này thì nó giúp cho chúng ta có hai tác dụng. Thứ nhất là tăng xoáy, thứ hai nó vô tình giúp chúng ta là tạo một cái động tác giả, giúp chúng ta giấu xoáy và làm đối thủ là khó phán đoán hơn trong cái xoáy của cú giao bóng của chúng ta. Đừng quên cho em một like và bấm subscribe để ủng hộ kênh của em nếu các anh chị thấy video hay và hữu ích. Nếu các anh chị cần tư vấn về dụng cụ bóng bàn hay các bài tập về bóng bàn, xin là các anh chị hãy viết comment ở phía dưới hoặc là liên hệ với em qua số điện thoại. Trong thời gian qua vì do lịch
tập dày đặc và rất nhiều anh chị đã nhắn tin, nhưng có một số tin nhắn là em đã thiếu sót và bỏ qua. Nếu các anh chị quý em thì xin hãy nhắc lại cho em và mong các anh chị bỏ qua. Xin chào tạm biệt các anh chị, xin hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo.